Đây nha, em mời các bác ngắm này. Riêng cái giò này nó phải cao được, cái thân nó cao dài nhất nó phải được tầm 8-90 cm nha các bác nha. Khá là đẹp này các bác này. Nhìn ưng chưa? Đấy. Hàng một dè nhá. Năm nay ấy mầm gốc em cho ra lên khá là nhiều luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy. Mầm gốc thì đang lên nhá. Nhìn phê lắm luôn. Đây là năm nay những cái thân này là ra hoa hết này. Đó, những thân này ra hoa hết này. Khá là nhiều thân hoa nha các bác nha. Đó. Những cái thân rụng lá đấy các bác. Đấy, bác nào ưng cái giò này em được 70 thân nhá, được 70 thân nhá. 70 trên 7 từ 70 thân trở lên. Bác nào lấy cái giò đẹp này em gả cho các bác với giá là 2 triệu 800 nghìn nha. Giò này thì 2 triệu 8 nhá. Cho giò số 1 nhá. Đây các bác này, nhìn cái giò này. Chậu 40 mà này. Mầm gốc này nó lên quá nhiều luôn này. Đấy, năm nay cái giò này lên mầm gốc cũng khá là nhiều. Đấy. Đây, những thân nó bị rụng lá này này là thân hoa năm nay hết nha các bác nha. Đấy, mà em bó như thế này nó như một bó rơm. Các bác về các bác thả bớt cái này ra, thả bớt một lượt ở trên nha. Là ok nha. Chậu 40 nha em đấy ạ. Bác nào lấy cái giò này nó không phải là một dè nên là em bán cho các bác với giá là 3 triệu thôi. 3 triệu thôi. Nó cái này cái giò này nó phải chầm tầm 150 thân đấy nhá các bác nhá. 150 thân đấy. Khá là to. Đấy. Cái giò này thì em chưa đếm nha các bác nhá. Khá là to luôn. Cho giò số 2 nha. Đấy các đấy là hoàng thảo đuôi gà tròn nhé các bác nhá. Đấy các bác bảo em bán đắt mà nó đã bay rồi nhé các bác nhá. Nó đã bay rồi, họ gửi đến cuối năm họ mới lấy. Họ lấy họ đi biếu ấy. Đỉnh cao luôn. Này các bác này, nhìn cây này mà. Từ ngày em nuôi chưa xuống một cái lá nào luôn. Dễ phun ầm ầm luôn. Nhìn vườn nó trống trơn này, sợ không các bác? Đấy. Em lại nhắc cáo lên. Xong em lại mua chậu đẹp, em lại cho vào. Em nuôi lớn lên, em lại phục vụ các bác nhá. Đấy. Đây này gà này. Cái giò này thì năm nay này. Đấy, nụ này. Không biết là có kịp không. Mà thân nó dài mét ba ấy. Tầm mét ba mét tư các bạn ạ. Cái giò gà này thì bán rồi nên là không còn nữa đấy, còn các bác nào thích cái giò trong này thì lấy thôi đấy. Cái này thì một dè tầm 150 thân, nhìn kinh khủng lắm các bác ạ. Chính cái lô cáo này nếu mà em bán đổ là hết rồi, như nó mà hết là không còn cái gì để phục vụ cho các bác nữa luôn ấy. Nếu mà bán mấy cái giò to à. Mấy cái giò to này không muốn bán luôn. Vì là nó rẻ quá. Đổ lô xong là đến lúc là rẻ, xong đến lúc mà không còn cái gì để mời các bác ngắm nữa luôn ấy. Nó lại thế cơ. Rẻ quá chả muốn bán. Kệ. Cứ để đây thôi. Bác nào thích thì mua rồi. Đây cái giò sơn thủy tiên này em kích hoa rồi nha các bác nhé. Kích hoa rồi. Đấy. Các bác sẽ sớm được chơi.
chơi hoa, cái này thì chơi hoa Tết nha các bác nha, nhằm kích hoa. Nhìn mẹ cái ngọn các bạn này, nhìn cái ngọn nó sướng rồi. Mẹ cây nó đã đời, hoa lại đẹp nữa, cây này hoa lại đẹp. Quan trọng là nó ấy, quan trọng là chất đấy các bạn. Lá nhìn đỉnh không, mà lá đây, đây là vẫn là lá em nuôi, còn đây lá ở rừng. Đấy. Lá em nuôi được 5 sen rưỡi, mà kẻ này là kẻ ấy này, kẻ tím này. Cây này được mà bán có 1 triệu cây này, không ai thích. Đây, các bạn này nhìn cái giò cáo này nha, đoạn em đắp phân nó bằng lên trên như này luôn, em đắp bằng luôn đấy, em đắp bằng để cho nó hồi hồi cái rễ này đã, xong thì đắp. Còn mỗi giò chả muốn bán. Đây cái cây cáo phân nhánh mà xếp đẹp như thế này, không bác nào lấy. Rồi. Các bác lấy mấy giò cáo to, lấy mấy cái giò cáo to. Giò này đợt trước em mua cái rẻ này cũng cao đấy, một rẻ luôn đấy nha các bác nhá, một rẻ luôn đấy, một rẻ hoa nó cùng một loại luôn, cái này thế này, đấy đẹp không, một rẻ nên lại đấy là chậu 40 đấy nha các bác nhá, không chậu bé đâu, không chậu bé đâu. Đổ bán đổ thì thích tiền thì một mớ ấy, như như xong đến lúc mà nhìn quay lại không thấy đâu luôn, nhìn quay lại không thấy đâu luôn. Cây này là cây sơ mi nha các bác nhá, hoa sơ mi nha. Cây này đợt bán cũng rẻ, khách gửi nhà em nó quá nhiều. Cây này năm nay nào xuống lá nhiều thế, xót hết cả ruột các bác ạ. Cây này xuống lá nhiều, xót hết cả ruột. Này. Làn toàn từ 5 sen 3 trở lên mà giá rẻ như cho đến 6 sen. Toàn rẻ như cho, không thèm bán luôn. Năm cánh trắng Phú Thọ nha các bác. À thôi, để em ghép 3 giò này vào một, mấy hôm nữa bán. Không bán nữa. Bán ghép 3 giò vào 1 cho nó máu. Đây, em có một cái giò cáo như thế này. Đó. Khá là đẹp nha các bác nha. Một mẹ 3 con, một mẹ 3 con nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha, ghép gỗ nha. Cho giò số 3. Các bác này, em bán cái giò này nha, một cái cây cáo như thế này, lá nó ngắn này, lá dưới luôn, lá từ rừng luôn, nó ngắn như thế này.
bán cho các bác với giá là 250.000 không trôi nha. Một cây này thì mất ngọn, em kệ em để đấy như nó chạy con rồi nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em bán cho các bác với giá là 200.000 thôi, 200.000 rồi nha, không bán 250 nữa, để thử xem là em mua của tay này ấy, không bao giờ bán được luôn, không biết kiểu gì. Bán 200.000 luôn nha, nhập 200 bán 200. Xem có các bạn có lấy không? Thế mới sợ chứ. Đây các bạn này, một cái giò đùi gà tròn. Những cái thân nó không có lá này em đã kích hoa rồi nha, kích hoa cho các bác rồi nha. Đấy. Các bác về chơi chuẩn Tết luôn. Nếu người miền Nam thì chuẩn một đét đèn đẹp luôn. Các bác nha. Một giò gà như thế này cao nhá. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là hàng một dài. Mầm gốc thì lên tua tủa rồi nha. Đó. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500.000 nha. Cho hình số 4. Có những người lấy hàng xong thì chỉ còn đúng một giò duy nhất. Lấy 6 giò thì bán 5 giò, còn đúng một giò to nhất, lá to nhất. Các bác nhá, lá to nhất. Mà bán có cao đâu, 600.000. 600.000 cái giò này đâu. Các bác nhá. Lá này nó bị tức là dân nó phơi nắng trực tiếp nên là nó vàng như này. Nếu nó vàng đầu này mới sợ nhá, còn cái vàng như này thì không ảnh hưởng gì nhá. Các bác nhá. Một giò cáo như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Cho hình số 5. Các bác không thích cây chồn này à? Chồn chơi Tết quá ok luôn. Hai bông hoa. Đấy. 500.000, hai bông hoa 500.000 nha. Giò chồn này các bác mà thả cứ thế như này, không các bác thả vào chậu gỗ cho em là ok nha. Quá đẹp luôn. Cho giò số 6, 7 nha, số 7 nha. Số 8 này, cái này là hỏa hoàng cam nha các bác nha, hỏa hoàng cam nha. Một giò hỏa hoàng cam như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Đó. Hỏa hoàng cam nha. Cho giò số 8. Số 9, cái giò này cũng hỏa hoàng cam. Đấy. Bác nào lấy cái giò này, em cũng để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 10. Các bác này, đấy, sơn thủy tiên hậu đen nha các bác nha. Dễ rồi các bác nha. Đấy, các bác nhìn thấy dễ như thế này thì các bác yên tâm nha. Đấy. Khá là to, khá là đẹp nha. Em đứng cách xa khoảng 1 mét. Đấy, như này. Đẹp. Em làm hoa cho các bác rồi nha. Làm hoa để chơi Tết rồi nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 4.500.000. 4.500.000 nha các bác nha. Em làm hoa Tết cho các bác rồi nha. Cho giò số 11. Số 12 này các bác này, một giò sơn thủy tiên.
một giọt to luôn như thế này các bác nhá. Đấy. Em nếu mà bác nào lấy thì em sẽ cho vào chậu cho các bác nhé. Cái này là sơn thủy tiên hàng thường. Em sẽ thay chậu cho các bác một cái giò như thế này, to, đẹp. Em làm hoa rồi nha, làm hoa rồi nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu nha, 1 triệu nha. Đó. Cho giò số 12. Châu này các bác không thích nhỉ? Châu đỏ như thế này, hoa đỏ lá ngắn này, đẹp như thế này. Không bác nào thích thế mới tài. Không bán nổi, 300.000 được 4 bông hoa. Không bán được, không biết kiểu gì. Bác nào lấy cái giò này 300.000 nha. Cho hình số 13. Không bác nào thích cái phi điệp lá mít này à? Hàng lá mít nha các bác nhá. Này, ngọn này. Thôi rồi luôn. Như mít duy trung luôn. Quá đẹp. Em không chăm được nên là nó cứ xuống là dần dần lá này các bác này. Nhìn phê lắm. Một giò kiều mỡ gà như thế này nha các bác nhá. Một giò kiều mỡ gà như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha, 450.000 nha. Cho giò số 10. 3. À số 14. Số 15 này các bác này. Một giò kiều tím Thái Nguyên nha. Một giò kiều tím Thái Nguyên này em để cho các bác với giá là 2.500.000 nha, 2.500.000 nha. Cho giò số 15. Số 16, một cái giò chồn em để cho ăn nắng trực tiếp luôn nha. Đấy, nắng trực tiếp luôn. Nên là năm nay nó cái giò này nó đang được có 5 bông hoa các bác nhá. 5 bông hoa như thế này. Một giò như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 300.000. 300.000 nha. Cho hình số 16. Số 17 này. Một giò kiều tím Yên Bái nha các bác nhá, một giò kiều tím Yên Bái như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1.800.000 nha. Cái này là em mua lại của cái ông mà chơi, gọi là ông chơi thôi, ông không bán, xong lại đến lúc ông chán ấy mua cả một vườn luôn. Đấy, nên là chắc không biết là hoa nó tím hay là hoa nó nhạt, em không biết được nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.800.000 cho giò số 17 nhá. Đây này. Em có giò long tu vôi à, hoàng thảo vôi à. Đấy, một giò như thế này. Bác nào lấy nha,
nó đang vàng lá, rụng lá để ra hoa nhá. Đó, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 150.000 nha, 150.000 nha. Hoàng thảo vôi nhá. À, long tu xuân chứ, cái giò này là long tu xuân nha các bác nhá. Long tu xuân chứ không phải là hoàng thảo vôi đâu. Đấy, bác nào thích cái hoa này không? Này. Đấy, hoa đây. Mà nụ chi chít luôn, các bác nhá. Nụ chi chít luôn. Được. 1 2 3 4 này, 5 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 12 13 14 15 16, 16 cái nụ các bác nhá. Tất tất là được 16 cái nụ. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000. 400.000 nha. Đây. Đó, hoa đây nha. Cho hình số 18 nha. Hôm nay em quay thế thôi. À, mong được sự ủng hộ của các bác nhé.